Chào tất cả các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.13.2. Ở tập trước Lộc đã dẫn mấy anh dân làng về và làm một vài món đồ cần thiết mà. Trong tập hôm nay Lộc sẽ bắt đầu xây cái chỗ farm dân làng luôn các bạn. Bây giờ thì lấy kính thôi. Đấy. Đấy, mình dự định sẽ làm kế bên cái chỗ hiện tại mấy anh đang đứng luôn các bạn à. Đấy, mình có mới chặt cây xong này. Ok, bây giờ chắc mình dọn khu đất này ra trước các bạn. Đấy, dọn khu đất này ra để mình có chỗ trống để mình xây ấy. Cái xẻng mình có dòng hiệu suất 4 các bạn, cho nên đào khá là nhanh. Đấy. Rồi. Sau đó mình sẽ làm một khu đất trồng lúa các bạn. Chưa để mình lấy cái cuốc mình để ở đây cái nè. Mình cuốc đất trước các bạn để cho đất nó ra màu này trước này. Đó. Ok, cái cuốc này chắc cũng đủ ấy. Một số nước nữa. Đấy. Làm cái chỗ farm nhân làng này các bạn cần áp ca khá là lâu để cho nó đẻ ấy. Nhưng mà không sao đâu, mình sẽ chịu khó ngồi áp ca để cho nó đẻ các bạn. Rồi, mình cần cuốn sắt mending ấy, tại mấy bạn chỉ là đổi với mấy ông nhân làng nó sẽ dễ ra hơn ấy. Mình cũng khá là lười áp ca. Rồi cuốc ra đi, cuốc ra 9x9 là được các bạn. Rồi ok, mình đã cuốc chỗ đất này ra rồi các bạn. Giờ mình sẽ làm một cái trụ cho mấy anh nha. Đấy, rồi mình sẽ ốp kính lại luôn các bạn. Không để trần trụi gì đâu. Đấy. 1 2 3. Ok, tạm thời lên 3 ô đi. Đấy, 1 2 3. 2 3. Rồi. Sau đó mình sẽ đặt kính vào. Đấy, đặt kính ở bên ngoài luôn, chưa để mình cào vỏ cả đây. Đấy. Tại vì mình khá thích cái khối gỗ bạch dương cao vỏ các bạn. Rồi sau đó mình sẽ ốp kính lại để mình có thể nhìn vô bên trong ấy. Đấy, mình có khá là nhiều kính, chắc không sợ thiếu đâu các bạn. Rồi, ok, cảm ơn. Có vẻ là không đủ kính rồi. Chỗ đó khá là tốn kính này. Ok, giờ mình sẽ chưa, để mình lấy đường ray cái đã, để đưa mấy ảnh vô trong đó trước mà. Tạm thời mình sẽ đưa một anh xuống ở dưới lòng đất trước. Đấy, để anh mở cửa ấy, theo nguyên lý của Minecraft ấy là có một anh dân làng mở cửa nó mới có xuất hiện trái tim các bạn. Đấy, rồi. Thì mình sẽ lấy một ít cái đường ray cái đã. Ngay mình bữa hổm mình có tìm ở dưới khu mỏ quan ấy. À, đâu ta? À đây. Rồi, sau đó mình sẽ nung một ít cát lên luôn. Cát đâu? Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đào một cái chỗ ở phía dưới lòng đất mà cách tầm 6 block đi. Đấy. À, từ đây này mình sẽ đào xuống 1 2 3 4 5 6. À, được chưa ta? Ok, tầm 6 block là được các bạn. Rồi đi vô 3 block đi. Đó, đi ngang cũng 3 luôn. Đó. Để ở dưới đây anh dân làng kia ngồi dưới đây mở cửa các bạn. Rồi sau đó mình sẽ làm ít cái cửa này. Cửa gì cũng được hay gì các bạn, không nhất thiết là phải cửa gỗ sò hay gì đâu. Đấy, được 6 cái cửa này. Rồi đặt vô. Đấy. Rồi. Vậy tiếp theo là chưa, giờ mình sẽ đi lên trước cái đã. 2 3 4 5 6. Đâu ta? Mình lấy xô nước chứ các bạn, để mình đẩy anh nhân làng kia rớt xuống đây luôn các bạn. Không cần phải dùng xe mỏ đâu. Đó. Rồi, để một xô nước ở đây. Sau đó sẽ đào vào lóc đi lên thôi. Đấy. Rồi, đào đặt đất đi lên. Được không ta? Ok, giờ mình sẽ đưa trước một anh đi. Bây giờ mình sẽ lựa anh nào để xuống dưới ta. Chắc cho anh bán anh giết mổ dưới quá. Ok rồi, giờ đưa đường ray cho anh. Dạ. Đấy. Rồi. Ui, trời tối rồi, mình ngủ cái đó các bạn, tại vì cái gà có dân làng ấy mình không được thức khuya đâu,
mà có mấy bạn trẻ ấy, là cái trứng con rùa phải đợi ban đêm nó mới nở cơ mà đấy, cho nên sắp tới chắc mình sẽ cố gắng thức đêm để cho mấy con rùa nó nở ấy. Giờ phải làm thêm cái đường ray cơ mà không đủ đường ray rồi. Đấy, được 16 cái nữa này. Đó. Ok, vậy là được rồi đấy. Giờ mình sẽ grab một chiếc xe mỏ, mà chiếc xe mỏ à mấy ảnh có xe mỏ sẵn rồi. Vậy chỉ đẩy mấy ảnh thôi các bạn. Rồi đi anh ơi. Đấy. Rồi anh xuống dưới rồi, giờ mình sẽ xuống dưới luôn. Đấy. Ơ, hồi giờ sao đưa anh ra đây? Rồi. Ok đó, mình sẽ đặt block ở dưới. Đấy. Lên lên đây. Nước xiết quá các bạn. Rồi, mình sẽ lấy xô nước lại. Sau đó bắt block đi lên các bạn. Mà trước khi lên đây mình phải cắm nước ở dưới để không thôi mấy con zombie nó spawn trong đây các bạn. Được chưa ta? Không ổn các bạn, phải làm đèn bí ngô đi. Để mình lên làm ít cái đèn bí ngô rồi đặt ở dưới cho ảnh các bạn. Nếu không thôi zombie spawn ở dưới là anh xác định anh luôn. Đấy, ở đây có bí ngô này. Mình có thu hoạch không ta? Chắc mình để trong cái rương hết cả mà. Để vô gương lấy cái nè. Bí ngô này mình để trang trí thôi, không dùng đâu. Đấy, mình có thu hoạch bí ngô trong lúc offline mà. Đây, ở đây có quá trời này. Rồi. Sẽ làm một ít cá thôi. Đấy. Đặt ra. Rồi, dùng kéo cắt. Rồi. Dưới để cái block bí ngô này nó sẽ sáng đều luôn các bạn à, không nhất thiết phải cắm đuốc đâu. Rồi ok, đặt xuống rồi đấy, vậy là ánh sáng đấy. Còn bây giờ thì đi lên thôi các bạn à. Chưa, để mình xem cái này ở đây chắc đặt block đá đi. Đấy, rồi đi lên đấy, như vậy là được chỗ farm ủa gì được anh nhân làng ở dưới rồi, tạm thời mình làm dấu chỗ này đi các bạn, có gì mình xuống dưới mình chỉnh sửa lại. Rồi công việc tiếp theo là đưa mấy anh kia vô thôi. Đấy, giờ mình sẽ đi vô lấy thêm một ít cái kính các bạn à. Để mình ốp hết chỗ kia luôn ấy. Đấy. Rồi chắc từ từ mình cũng bắt nó về để là xây cái chuồng cho nó luôn các bạn à. Không để nó ở cạnh biển đâu. Đấy, mình bắt về gần nhà nuôi cho nó vui nhà vui cửa các bạn. Đó. Rồi bây giờ ốp chỗ này lại. Đấy, đặt vô. Ui xài. Đó. Ok, bây giờ đưa hai này vô trong cái chỗ đó thôi. Dạ dạ. Rồi đi anh ơi. Hai anh đi luôn. Đó. Ờ hình như mình tắt tiếng âm thanh của block thì phải. Đó. Full 100% rồi ta. Khói 100% này. Mà sao không? Không có âm thanh cái xe mỏ các bạn. Chắc bị lỗi gì đấy. Rồi kệ em sao, vậy nó đỡ ồn thôi. Đó. Rồi đi sang đây. Vô. Đó. Chắc mình trồng gì chứ. Ui, ui. Đập ra, đập ra. Anh đi ngược lại. Cho này đi xuống trước rồi. Đó. Ui sao anh này cứ đi ngược lại qua nhà. Đấy, rồi xong rồi, mình lắp lại luôn. Rồi, không sợ mấy anh chạy đâu các bạn. Mình sẽ lấy cái xe mỏ ra đây. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ sao ta, đặt block đi lên đi. Đấy, tạm thời dùng block đi lên thôi các bạn. Mình sẽ lấy một ít cái cà rốt hoặc là khoai tây các bạn, để cho mấy ảnh trao đổi nhau ấy, hoặc là trồng lúa cũng được ấy, tùy các bạn muốn thích trồng, thích gì trồng đó thôi. Trồng lúa được ta, ok chắc trồng lúa đi, tại mình đang có nhiều hạt giống các bạn. Đấy, mình có rất là nhiều hạt giống của lúa luôn. Chắc đây không đủ đâu, lấy thêm một ít ra. Rồi được nhiêu rồi, một stack mấy à. Đó anh chân lạng dưới mở cửa các bạn. Đấy, vậy là ok đấy. Rồi giờ trồng hết chỗ này lại thôi. Mình quên nữa, mình phải làm một cái slab để chặn vô nước này lại các bạn. Ok giờ mình sẽ đi ra ngoài làm cái slab cái đó. Anh chân lạng dưới mở cửa là ok đó các bạn. Đặt đây để cho anh khỏi lọt dưới nước các bạn. Rồi bí ngô chắc cắt ra để làm cái đèn luôn các bạn à. Được không ta? Hoặc thôi cắm đuốc đi, tạm thời cắm đuốc thôi.
còn bốn góc mới đặt đèn bí ngô các bạn. Ui da, rồi cắt mặt 1 2. Ơ mình thiếu cái đèn bí ngô rồi, không sao đâu, giờ được 3 cái thì đỡ, làm đỡ 3 cái đi các bạn, khi nào mình có thêm bí ngô mình sẽ làm thêm ấy. Rồi ui da, rồi một cái này đây, dạ đây. Đó, sau đó mình sẽ trồng hết chỗ hạt giống này vô để cho mấy ảnh kiểu như thu hoạch đó các bạn. Mình không biết mấy anh dân làng này có thu hoạch lúa không nữa, tạm thời mình cứ trồng đi, tại vì có mấy bạn chỉ là con dân làng nào cũng có thể làm được mà đấy, cho nên mình tạm thời dùng gì đi. What the hell, con gà. Ok, chắc mình dắt con gà sao ra sao các bạn, tại vì mình đang thiếu trứng gà, gọi đi ra gà ơi. Vãi, con gà nó đi vô đây luôn à. Rồi đi giá mày. Rồi cho đây đi, mình sẽ đập block này nha đây. Đó, rồi đi xuống. Ok, vậy là xong chỗ phong nhân làng các mà. Đấy. Chưa, chắc mình làm một ít cái hàng rào cái đó. Được không ta? Chắc không cần đâu. Ok, tạm thời để cho mấy anh ăn trống đi các bạn. Còn ở trên đây chắc phải cắm đốt các bạn, nhiều khi nó spawn trên mấy cái chỗ này, hoặc là mình có thể đặt slab ở phía trên luôn đấy, để cho nó không có spawn quá trên các bạn. Đó. Rồi cái cúp đâu rồi, đây cúp đây. Đặt lên đấy, rồi vậy là ok đó. Ui da, có nên làm một cái cửa sắt không ta? Mình nghĩ nên làm một cái cửa sắt các bạn. Ok, chắc mình sẽ làm một cái cửa sắt cái đó. Rồi ok, bây giờ chỉ việc là gắn cửa sắt vô thôi các bạn. Rồi gắn cái nút vô, cái nút đây. Đây một cái nút này ở đây. Anh nhân lại dưới mở cửa cụp cụp kìa các bạn. Đấy, như vậy thì trong thời gian giữa hai tập ấy, mình sẽ ngồi ở đây mình đợi nó các bạn, hoặc tí nữa mình rảnh mình sẽ ngồi đợi để coi nó có hoạt động không á. Giờ thì dọn dẹp bãi chiến trường thôi. Ok, cảm ơn. Bây giờ mình sẽ làm cái chỗ farm bí ngô ở đây nè các bạn. Đấy, bây giờ trước tiên các bạn đặt cái khói theo dõi xuống trước nha. Đấy, đặt quay ngược lại các bạn để nó hướng về phía này nè. Đặt này ra đi, đặt xen kẽ nha các bạn. Đấy, 3 1 2 3 4, rồi cứ đặt vào đây bê tông này, bê tông và bê tông. Rồi sau đó thì mình sẽ làm nước ở dưới các bạn, nước ở dưới mấy block này để cho cây cây bí ngô của mình nó lớn này. Đó, đầu ra đi. Rồi giờ mình sẽ cho nước vào, chắc mình cần 2 xô nước này các bạn để thành nước vĩnh cửu ấy. Thêm 1 xô nữa. Rồi đó. Rồi sau đó thì mình sẽ dục cái này ra đi để lắp ở đây lại các bạn. Rồi ở đây lắp lại không, lắp lại luôn đấy. Sau đó thì mình cuốc ra các bạn, cuốc ra đấy. Cứ mỗi chỗ này này mình sẽ đặt một cái hạt bí ngô vô. Hạt dưa hấu chứ, dưa hấu chắc phải làm thêm quá. Rồi tạm thời là mình có 6 hạt này đặt vô. Như ở đây chưa có điện các bạn, mình phải làm chỗ dẫn điện cho nó nữa. Đấy, chắc mình sẽ dùng khối gỗ đi. Đó, tạm thời dùng gỗ các bạn, có gì mình sau này mình trang trí luôn ấy. Đó. Rồi đặt đá đỏ ở phía sau lưng các bạn. Rồi như vậy là xong rồi đấy, giờ mình sẽ đặt vô thôi. Đó, thấy nó đẩy chưa? Đó, vậy là ok đó các bạn. Rồi sau tiếp theo là mình sẽ đặt đây cái nữa đi. Rồi đào ra để cho nước nó qua tới đây luôn các bạn, lấy cái xô lại cái đó. Mắc cái xô á. Rồi cho 1 xô nước cuối cùng vào, và trong đây là xong. Đấy, lắp lại. Đấy, ở đây là được một hàng nữa các bạn, tương tự làm dưới bên đây thôi. Đấy, ở đây sẽ làm một cái ủa dạ,
không, nó phải chỉ về hướng mình các bạn. Đó, gì này. Ok chưa? Hình như phải làm xóa le các bạn à. Chưa, tạm thời mình sẽ cuốc ở đây. Đây, đây, đây. Ở đây. Đấy, rồi mình sẽ đặt hạt bí ngô vô. Bí ngô này. Ơ. À, đúng không nhỉ? Vậy là phải đặt xóa le các bạn à. Ừ, đúng không ta? Ờ đúng rồi, vậy là đặt xóa le các bạn. Đặt xóa le nó mới hoạt động được ấy. Rồi đặt vô. Ngay sau này nếu cái này nó không đủ ấy, mình sẽ nâng cấp cái kích thước nó lên. Tạm thời tập này mình làm kiểu như demo cho các bạn thấy thôi. Đây, và ở đây nữa. Đấy. Nước chắc không cần đâu các bạn, nước bên kia nó vẫn thấm qua đây được mà, đúng không? Ui trời ơi. Ủa hết, hết hồn quá. Rồi đặt vô. Đấy. Vậy là được 1, 2, 3, 4. 4 cái bê tông các bạn. Rồi, ở đằng sau thì mình sẽ đặt một cái block để dẫn điện ấy. Đấy, cái máy farm này khá là đơn giản luôn. Rồi đặt cái ton lên trên. Dạ. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ test nha. Đó. Đúng không nhỉ? Hình như đúng rồi đó các bạn à. Ok, bây giờ mình sẽ trở về nhà rồi cắt bớt đồ các bạn. Đồ hơi nhiều ấy. Ở đây thiếu một hạt này. Phải thật. Mà không sao đâu. Đấy. Dục cái lấy này ra. Đấy, bây giờ mình sẽ đợi cho nó lớn lên luôn các bạn. Đấy, ok. Hẹn lại các bạn khi mà mấy cái này nó ra trái nha. Ok, cảm ơn. Trong lúc mình AFK thì mình gặp con Enderman này. Đấy, nó đang cầm cục đất. Đấy, mình sẽ giết nó. Ui da. Đấy, cái máy nó vừa hoạt động các bạn. Mày hả mày. Ok, được một viên ngọc NLP à. Ồ. Thấy nó hoạt động nữa các bạn. Nhưng mà không biết hiệu suất như thế nào nữa. Đó. Cũng khá ok đấy. Giờ mình sẽ đứng một lúc nữa coi nó có hoạt động nữa các bạn, để các bạn xem ấy. Đấy, cái máy này kiểu đơn giản thôi các bạn. Để sau này nếu có thể Lập sẽ tìm một cái hoặc là nghiên cứu ấy, một cái máy khác để Lập làm nha. Chứ Lập thấy cái máy này không ok lắm các bạn. Ok, giờ đợi một lúc nữa coi coi nó có hoạt động không bạn, để cho các bạn xem ấy. Đấy. Nó mới hoạt động các bạn, nhưng mà có vẻ mấy cái hệ thống hút độ dưới không ok lắm các bạn. Tại vì có nhiều món nó chưa hút được ấy. Mình thử dục món đồ chính giữa coi nó hút không. Vẫn hút bình thường mà ta. Ở đây không hút này. Ô vậy là gớt cho mấy cái ô đất mà cút lên các bạn nó mới hoạt động các mà. Khá là đáng lo ngại đây. Ok, chắc tạm thời mình để cái máy đi các bạn, có gì tập sau mình sẽ sửa chữa lại cái máy farm bí ngô nha. Ok, bây giờ mình sẽ làm công việc khác thôi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một vài bát súp rồi mình đi khám phá đại dương tiếp các bạn. Tại ở tập trước mình có tìm được một cái bản đồ kho báu mới ấy. Đây, bản đồ này hay gì này. Ờ đúng rồi, cái bản đồ này nè các bạn. Đấy, nó khá là gần cái làng các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi quan bển thôi. Hai em này không biết có hoạt động không các bạn à. Hồi sớm giờ mình làm việc bên kia không biết bên đây nó có lót ra không nữa. Ok, chắc mình vô đây mình nghe coi. Hai anh nhìn nè các bạn. Thôi đi ra đi. Để mấy anh làm gì anh làm. Ok, bây giờ thì đi qua ngôi làng bên kia thôi các bạn. Có nhiều bạn bảo là video của mình xem lâu lâu bị giật ấy, thì các bạn thông cảm cho mình nha. Tại hiện tại cái máy của mình khá là yếu các bạn à. Việc quay game cũng như là edit xong ấy, nó có thể là chất lượng không tốt, các bạn có thể thông cảm cho Lộc nha. Khi nào mà Lộc có điều kiện Lộc sẽ cố gắng nâng cấp cái hệ thống làm việc này lên để phục vụ các bạn tốt hơn ấy. Chứ bây giờ thì có thể là nó xem hơi giật các bạn.
Ok, bây giờ mình đang qua cái khu làng bên kia này các bạn. Đấy, cái bản đồ gần lắm rồi. Vì là hướng bên đây này. À không, ở phía bên phải cái làng các bạn. Đấy, mấy cái chỗ này không biết hôm qua Lộc đi khám phá chưa ta. Ok, giờ xuống dưới thử các bạn. Tại giờ Lộc có cái nón thở này, nón hô hấp ấy. Đó, cho nên không phải lo nữa các bạn. Ô, con zombie này. Quýnh mày này. Không có mấy con zombie cầm đinh ba các bạn. Giờ có cái nón này khá là sướng luôn. Ô, được một cục vàng kìa. Ồ, hấp dẫn nha. Ở đây còn cái thuyền này. Wow. Ok, bây giờ Lộc sẽ xuống dưới khám phá cái thuyền này nốt luôn các bạn. Hình như Lộc qua đây mà Lộc không có đế ấy. Đấy, cho nên không biết ở đây có cái gương nữa. Để cho nó lót cái đã. Ồ, được một cái bản đồ nữa này. Sách. Ngon. Qua đây coi. Lời nguyền biến mất, quần sửa chữa. Ok, lấy cái quần sửa chữa các bạn. Thuốc súng chắc lấy luôn các bạn. Đó. Rồi. Giờ thì đi tiếp thôi. Khi nào mình gặp một cái công trình hoặc cái thuyền mình sẽ quay trở lại với các bạn nha. Ok, let's my god, hình như mình đi hơi lố các bạn. Ok, bây giờ mình phải trở lại hướng hướng bắc các bạn. S này, bắc, nam. Đây. Phải đi về hướng này nè các bạn. Nãy giờ mình đi hơi lố ấy. Đi mà cũng không để ý cái map đó các bạn. Đấy, hy vọng cái chỗ này mình chưa tìm, kho báu này mình chưa tìm ấy. Tại gần gần nhà mình là mấy kho báu mình tìm hết rồi. Mình sợ nó bị trùng cơ. Đấy, đi tới chút nữa này. Vậy là nó trong bờ này. Đúng không? Đấy, đúng rồi các bạn. Nó ở phía bên đây này. Ok, bên luôn rồi. Ồ, có vẻ cái này như mình chưa đào thì phải. Đúng không? Để mình cầm lên mới biết được các bạn. Ô, cái này nằm trên bờ. Ô, gì khỏe rồi. Trên bờ dễ tìm các bạn. Rồi giờ đào ra thôi. Nó đâu đây thôi. À, ở đây này. Mình định định vị mấy cái gương này khá là cùi các bạn. Đấy, cả buổi trời mà chưa tìm ra được cái gương nữa. Đúng là nớp đi đó hả. À, đây này. Tìm cả buổi trời mới ra các bạn. Ô, được một kim cương, ít vàng, trái tim biển cả, tiên ti các kiểu rồi. Ok, thì cũng khá ngon rồi. Giờ mình sẽ đi một vòng đây coi còn cái thuyền bị đắm nữa không các bạn. Đấy, để mình tìm thêm bản đồ kho báu ấy. Cái này vứt đi, cái này có rồi này. Coi cái này sao. À, hai cái này bị trùng. Phải thật đấy, các bạn thấy chưa. Tại vì mấy cái thuyền gần nhau nó sẽ bị trùng với cái bản đồ các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi về hướng này một tí à. Hy vọng là sẽ có một cái thuyền khác các bạn. Tại cỡ gài mình không có đi qua gì hướng bên đây ơi. Ở bên đây là bờ rồi. Ok, ghé bên đây tí. Ok, mình sẽ xuống thử cái ravine ở dưới biển này cái các bạn. Đấy, tại giờ mình có cái nón thở mình khá thoải mái. Cầm cái đuốc lên cái ta để các bạn dễ nhìn đây. Ồ, đây có vàng này. Ô, à không. Tưởng đâu tìm được cái stronghold chứ. Nhìn xa tưởng đâu cái đá mà đá đóng rồng của stronghold các bạn. Đấy. Ở đây tầng mấy không biết nữa. Ở đây là tầng 15 các bạn. Ồ, vậy là có khả năng ra kim cương các bạn. Đấy. Ok, đào hết chỗ này đi. Hiện tại mình không có cái cửa ấy, cho nên khá là lo này. Hồi mình sợ mình hết oxy không biết hồi kiểu nào ấy. Rồi, đào thêm một tí nữa. Rồi, giờ đào vô trong đi. Để lấy oxy các bạn. Chứ giờ lội lên chắc không kịp đâu. Rồi, giờ đào lên. Ây da. Đó. Đây cách tốt nhất để lấy oxy các bạn. Đó, sẵn tiện đào luôn mấy cái cục sắt này này. Tại có gà mình làm tiêu khá nhiều sắt ấy mà không kiếm lại chắc mốt mình hết sắt thì các bạn. Ở đây có quá trời vàng sắt này, mình chắc mình chỉ lấy vàng nữa các bạn, sắt từ từ mình đào sau nha. Mình chưa ép cái cuốn sắt đào nhanh dưới nước nữa, không biết cái đó ép vô cây cúp hay là cái bộ giáp nữa nè. Chắc là cây cúp các bạn. Để mình dành một tập ép mấy cái món đồ xịn xịn lại với nhau, cuốn sắt xịn xịn với nhau ấy. Đấy, chứ đào dưới nước chậm quá. Rồi, để nghĩa đây coi có kim cương các bạn. Qua đây cái nè. Ô, có luôn. Có la biết này.
vàng này, ổ sắt chứ. Có vẻ ở đây không có kim cương các bạn à. Oh man, vậy là không có kim cương rồi. Cái hàng này có vẻ fail rồi các bạn à. Ok, kệ không sao đâu, giờ đi về nhà thôi. Ok các bạn ơi, hiện tại mình đang qua chỗ mấy con rùa các bạn. Không biết nó như thế nào nữa, tại mình không có qua đây, mình sợ nó không có lót ra khu vực này các bạn à. Không biết cái trứng nó như thế nào. Để xem mà. Cái con rùa kia qua bên bờ kia, không ở đây với mấy con này nữa. Không, cái này chưa lớn. Cái này thì sao? Nó cũng vậy các bạn. Total S này. Nó chưa lớn các bạn, này cấp 0 này. Sao nhỉ? Mấy cá bị gì á? À thì cá nó đang lội thôi. Gùa cả. Ok chắc ba bây giờ mình xin dừng tập này tại đây các bạn. Và nếu các bạn có những thử thách hay yêu cầu gì hoặc là thấy mình sai sót chỗ nào nhớ comment để chỉ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.